Thực tế, không quá khó để tìm thấy những chiếc do TZ-8 chạy lướt bán lại ở thời điểm này. Nhiều người cho rằng, đây là thời cơ vàng để mua lại chiếc do TZ-8 đã qua sử dụng đời 2017 đến 2018, với giá hời. Với giá ra báo chưa tới 500 triệu chiếc SUV này rẻ tương đương một chiếc Honda Brio, hay VinFast pha điều bản cao cấp nhất, về ngoại thất Z8 có thiết kế nhái nhiều dòng xe hạng sang, được lòng khá nhiều người chơi xe, và đa dạng đồ nâng cấp nhái theo phong cách Seren Range Rover hay Maserati. Thực tế, khó tìm thấy chiếc do TZ8 lăn bánh, trên đường còn giữ nguyên logo hay các ký hiệu liên quan đến hãng xe Trung Quốc. Chiếc Z8 đời 2018 trang bị khối động cơ 2.0 lít turbo, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 250 Nm tại 4.400 vòng trên phút. Hiện tại đồng hồ của chiếc do TZ8 đời 2018 giao bán vẫn chưa được chủ xe tiết lộ. Nội thất xe trang bị màn hình cảm ứng lớn tích hợp camera 360. Cần số nổi lên khi khởi động như xe Jaguar, vô lăng giống thiết kế trên xe Porsche do TZ8 trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế ngồi sau cũng có đầy đủ tiện nghi với hệ thống điều hòa độc lập. Theo thông tin từ chủ nhân giao bán chiếc do TZ8 đời 2018 này, vẫn đang trong tình trạng tốt, mong muốn nâng cấp lên xe tốt hơn, nên chấp nhận giao bán với giá rẻ để tìm kiếm chủ nhân mới. Mở đầu cho làn sóng xe Trung Quốc, tràn vào Việt Nam do TZ8 có kiểu dáng thiết kế giống Land Rover, đi kèm giá bán xe mới hơn 700 triệu mẫu SUV đến từ trung quốc này thu hút khách hàng chuộng hình thức và trang bị tiện nghi trong khi đó khả năng vận hành của xe không được đánh giá cao xe cộ